Michel de Notre Dame, hay còn gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp sống ở đầu thế kỷ 16. Năm 1555, ông xuất bản cuốn sách Những lời tiên tri, bộ sưu tập lời tiên đoán về biến cố sẽ xảy đến với thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu, nhưng được cho là sẽ dự báo những sự kiện lớn sẽ xảy ra trên thế giới. Trong phần tiên tri năm 2024, ông dự đoán khí hậu toàn cầu sẽ trở nên khắc nghiệt và hỗn loạn hơn, trái đất khô cạn sẽ trở nên cằn cỗi. Ông viết sẽ có nhiều trận lụt lớn, nhà tiên tri Pháp cảnh báo nạn đói cực lớn do ôn dịch, dường như ám chỉ tình trạng sâu bệnh phá hoại mùa màng khiến dịch bệnh và nạn đói hoành hành. Thế giới đang chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu không ngừng tăng do khí thải nhà kính. Nostradamus cũng dự đoán về những cuộc đối đầu và hải chiến khiến đại dương kinh sợ. Một số chuyên gia địa chính trị cho rằng đây có thể là lời ám chỉ tới căng thẳng trên eo biển Đài Loan hoặc tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Nhà tiên tri này cũng đề cập tới những hỗn loạn trong hoàng gia năm 2024, khi cho hay một vua của các đảo sẽ phải thoái vị nhường ngôi cho người không có dấu hiệu của quốc vương. Vậy những tiên đoán của Nostradamus căn cứ vào đâu? Nó có thực sự xảy ra hay không? Mời quý vị cùng theo dõi trong video dưới đây. Nostradamus tiên tri cuối năm 2024, chiến tranh hỗn loạn và thế giới tái sinh. Trong tập thơ Lời Tiên Tri xuất bản năm 1555, Nostradamus đã đề cập rằng năm 2024 sẽ xảy ra một số rắc rối trên toàn cầu, bao gồm xung đột gia tăng, vấn đề địa chính trị, chiến tranh trên biển, các vấn đề với hoàng gia và một thảm họa nhân đạo lớn. Thế nhưng mối lo lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong năm 2024 nhiều khả năng chính là thiên nhiên, khi một loạt thảm họa khí hậu được dự đoán sẽ xảy ra và đe dọa cuộc sống của con người. Trái đất khô cằn sẽ ngày càng khô cằn và sau đó là lũ lụt khiến ta khiếp sợ. Đây là câu thơ được trích từ tác phẩm Lời Tiên Tri, cho thấy điều mà Nostradamus dự đoán vào năm 2024. Để mô tả câu thơ này, có thể hiểu rằng tình hình khí hậu vốn đã khắc nghiệt sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng kỷ lục, cháy rừng, hạn hán, bão tố sẽ ngày càng xảy ra với tần suất và cường độ mạnh hơn. Lời tiên tri của Nostradamus cũng trùng khớp với những cảnh báo của khoa học về hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ xảy ra trong năm 2024. Theo đó, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ mới đây cho biết có 1/3 khả năng năm 2024 thậm chí sẽ còn nóng hơn năm 2023 và 99% khả năng năm 2024 sẽ nằm trong số 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Điều này dựa trên thực tế rằng thế giới đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do việc đốt nhiên liệu hóa thạch của con người cùng với mô hình khí hậu El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm 2023. Điều đó kết hợp với nhiều yếu tố tự nhiên đã gây ra hàng loạt hiện tượng khắc nghiệt như bão tuyết xảy ra ở Bắc Mỹ, núi lửa phun trào ở Iceland, xuất hiện sương mù xe đặc, nóng lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu ở Ấn Độ. Những trường hợp này cho thấy phần nào sự khắc nghiệt mà thế giới đang phải trải qua. Nhà tiên tri người Pháp cũng nói thêm rằng năm 2024 sẽ chứng kiến một nạn đói rất lớn do làn sóng sâu bệnh ập đến, với làn sóng sâu bệnh được nhiều người cho rằng là mô tả các trận động đất chết người. Nhiều người ủng hộ học thuyết của Nostradamus tin rằng triết gia người Pháp dường như đã dự đoán chính xác trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở Nhật Bản ngày 1 tháng 1 vừa qua. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm được điểm tương đồng giữa lời tiên tri của ông và các sự việc đang xảy ra. Trong một câu thơ từ nhiều thế kỷ trước, Nostradamus đã dự đoán về những cuộc đối đầu và hải chiến khiến đại dương phải khiếp sợ. Một số chuyên gia giải nghĩa rằng đây có thể là lời ám chỉ tới căng thẳng xung quanh khu vực Biển Đông, eo biển Đài Loan. Đại dương được Nostradamus đề cập đến có thể là Ấn Độ Dương. Năm 2023, Nostradamus từng đưa ra dự đoán về một cuộc đại chiến. Nhiều người cho rằng dự đoán này của Nostradamus ám chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang. Nostradamus cũng đưa ra dự đoán về một giáo hoàng mới trẻ hơn thay thế giáo hoàng cũ tuổi cao, tức là giáo hoàng hiện tại là giáo hoàng Francis, đã ngoài 80 tuổi và đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Được biết, Michel de Notre Dame, hay còn được biết đến với tên là Nostradamus, là nhà chiêm tinh, bác sĩ và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp.
ông được biết đến nhiều nhất với cuốn Những Lời Tiên Tri, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ được cho là dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai. Ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1555. Những dự đoán của Nostradamus khá chính xác trong suốt nhiều năm, cho nó có nhiều thông tin không tích cực. Ông thậm chí còn dự báo trước một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh, thiên tai và các trận chiến. Nostradamus đã tiên đoán về sự trỗi dậy của Hitler, vụ đại hỏa hoạn ở London, vụ Tổng thống Mỹ Kennedy và vụ tấn công 11 tháng 9 tại Mỹ. Nostradamus cũng được cho là đã dự đoán chính xác thời điểm bắt đầu đại dịch COVID-19. Theo nhiều báo cáo, hơn 70% những lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật cho đến nay. Những dự đoán của nhà tiên tri người Pháp vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là sẽ kéo dài đến năm 3797. Mặc dù chưa biết có trở thành sự thật hay không, nhưng những dự đoán của Nostradamus vẫn thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tác phẩm của Nostradamus được viết theo phong cách mơ hồ và ẩn dụ, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều câu thơ của ông rất mơ hồ và có thể áp dụng cho các sự kiện khác nhau. Khí hậu khắc nghiệt. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán năm 2024 thế giới sẽ chứng kiến sự hỗn loạn về khí hậu. Đất đai khô hạn sẽ ngày càng cằn cỗi hơn và sẽ có lũ lụt lớn. Ông dự đoán trong một câu thơ. Ông cũng cảnh báo về nạn đói rất lớn do làn sóng sâu bệnh, dường như đề cập đến tình trạng sâu bệnh phá hủy mùa màng, khiến dịch bệnh và nạn đói hoành hành. Năm 2023, Nostradamus dự đoán nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa và mực nước biển sẽ dâng cao đến mức không ngờ tới. Ông viết rằng một nửa số cá sống ở Biển Đen sẽ bị luộc chín. Biển Đen cũng là vùng biển gần Nga và Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc xung đột trong 2 năm qua. Hải quân Nga từng phong tỏa vùng biển này khiến Ukraine không thể xuất khẩu lương thực. Năm 2023, nhà tiên tri người Pháp từng tiên đoán giá lúa mì sẽ dâng cao đến mức con người sẽ ăn thịt đồng loại của mình. Dự đoán này ngụ ý rằng suy thoái kinh tế có thể dẫn đến tuyệt vọng và mâu thuẫn do chi phí sinh hoạt tăng cao. Dự đoán trên được cho là có thể chính xác vì sau đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine, thế giới đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhiều quốc gia đang ở trong tình trạng khó khăn. Đối đầu trên biển, trong một câu thơ từ nhiều thế kỷ trước, Nostradamus đã dự đoán về những cuộc đối đầu và hải chiến khiến đại dương phải khiếp sợ. Một số chuyên gia giải nghĩa rằng đây có thể là lời ám chỉ tới căng thẳng xung quanh khu vực Biển Đông, eo biển Đài Loan. Đại dương được Nostradamus đề cập đến có thể là Ấn Độ Dương. Năm 2023, Nostradamus từng đưa ra dự đoán về một cuộc đại chiến. Nhiều người cho rằng dự đoán này của Nostradamus ám chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục kéo thang. Hoàng gia hỗn loạn. Trong một câu thơ, Nostradamus đề cập đến một người mà ông gọi là vua của các đảo. Người có cuộc ly hôn gây tranh cãi và phải thoái vị. Mario Redding, nhà phân tích kiêm tác giả cuốn Những Lời Tiên Tri của Nostradamus cho rằng vua của các đảo có thể là vua Charles Đệ Tam của Vương quốc Anh. Ông có thể phải thoái vị do các cuộc công kích liên tục vào bản thân và người vợ thứ hai. Hơn nữa, Nostradamus cũng viết rằng vua của các đảo sẽ nhường ngôi cho một người không có dấu hiệu của một nhà vua. Người không có dấu hiệu của một nhà vua được cho là hoàng tử Henry. Nostradamus cũng từng dự đoán đúng thời điểm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời vào năm 2022. Trong các dự đoán cho năm 2023, Nostradamus cũng đã nhìn thấy trước lửa thiên thể trên tòa nhà hoàng gia. Điều này được cho là ngụ ý rằng một trật tự thế giới mới sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn của nền văn minh. Một số người tin rằng Nostradamus có thể đề cập đến sự kết thúc của thời đại hoặc sự khởi đầu của một trật tự thế giới mới. Giáo hoàng mới. Nostradamus cũng đưa ra dự đoán về một giáo hoàng mới trẻ hơn, thay thế giáo hoàng cũ tuổi cao. Giáo hoàng hiện tại, giáo hoàng Francis đã ngoài 80 tuổi và đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Dự ngôn lớn của Nostradamus năm 2003 đen tối không thoát khỏi tai họa. Năm nay, thế giới của chúng ta quả thực trải qua nhiều thiên tai. Cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục nóng lên, tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng, tình hình ở Trung Đông như trên một chảo dầu. Một số dịch bệnh như dịch bệnh đậu mùa khỉ hay dịch bệnh bạch hầu, v.v. đã xuất hiện tại một số quốc gia. Khủng hoảng lương thực và năng lượng khiến giá cả tăng vọt trên toàn thế giới. Ngay cả khi không muốn nghĩ về nó, chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi những lo lắng và bất an. Cuốn sách tiên tri của nhà tiên tri người Pháp thế kỷ 16 Nostradamus, Lời Tiên Tri, cũng đã được dịch thành bách thi tập, tuyển tập trăm bài thơ. Nó giống như Thôi Bối Đổ, Mai Hoa Thi và Thiêu Bính Ca của Trung Quốc.
thực sự dự báo trước những sự kiện lớn trên thế giới. Tác phẩm truyền kỳ này được xuất bản năm 1555 và dùng thể thơ tứ tuyệt để tiên tri về những thay đổi bất thường trên thế giới từ thế kỷ 16 đến năm 3797 do các bài thơ không sắp xếp thứ tự theo dòng thời gian của lịch sử. Không chỉ khiến cho bản thân những lời tiên tri trở nên đầy bí ẩn và hoang đường mà còn mang đến nhiều cách giải thích và suy đoán khác nhau cho việc giải thích những lời tiên tri sau này. Mặc dù Nostradamus sớm đã qua đời vào năm 1566, hơn nữa cũng không đưa ra thời gian chính xác của sự kiện tiên tri. Dù rất khó khăn, nhưng người ta vẫn có được những gợi ý từ những bài thơ tứ tuyệt để tìm ra manh mối tương ứng với các giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong lời tiên tri đều có thể tìm thấy dấu hiệu của tương lai. Nhiều câu thơ trong lời tiên tri đã được xác nhận qua các sự kiện lịch sử đã diễn ra khác nhau và độ chính xác của chúng thậm chí còn khiến người ta sợ hãi. Lời tiên tri đã được xuất bản và tái bản trong hơn 400 năm. Trong nhiều thế kỷ sau, khi Nostradamus ra đi, việc xuất bản không bao giờ bị gián đoạn và không bao giờ ngừng in ấn. Ngay cả trong cuộc cách mạng Pháp, thời kỳ bất thường như Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, cuốn sách vẫn được lưu hành rộng rãi. Mặc dù một số người nhìn cuốn sách này với con mắt chỉ trích và hoài nghi, tuy nhiên không ai có ý đồ phủ nhận hoàn toàn ánh sao lấp lánh trong lời tiên tri chính xác của Nostradamus. Hiện nay, tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động. Vào thời điểm đã quá nửa năm 2024, khi diễn giải lại lời tiên tri, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng trong những câu thơ của Nostradamus đã đưa ra một tương lai khá nguy hiểm cho năm 2024 và những năm tiếp theo. Điều chắc chắn là năm 2024 sẽ dường như ít có cơ hội được nghỉ ngơi sau tình trạng hỗn loạn và lo lắng toàn cầu trong vài năm qua. Nhân loại sẽ đi về đâu? Theo lời tiên tri của Nostradamus, các chuyên gia giải mã cho rằng năm 2024, nhân loại sẽ đối mặt với những thảm họa sau. Thứ nhất, rất có thể Thế chiến thứ ba sẽ nổ ra. Dựa trên câu thơ thứ 100 trong hồi thứ 12 của lời tiên tri. Khi ánh sáng của sao hỏa vụt tắt, lửa trời sẽ giáng xuống và đánh vào cung điện. Đại chiến 7 tháng, người chết vì tà ác, quốc vương Roen của Ebreu sẽ không thất bại. Đặc biệt là dòng thứ 3 của bài thơ, đại chiến 7 tháng, người chết vì tà ác, nhiều khả năng dự đoán rằng một cuộc chiến tranh thế giới sẽ nổ ra vào năm 2024. Rõ ràng, nguyên nhân của cuộc chiến là tà ác. Nhìn vào tình trạng chiến tranh trên phạm vi toàn cầu ngày nay, bên cạnh chiến tranh Nga-Ukraine, có thể là Triều Tiên, tình hình eo biển Đài Loan, và các nước ở Trung Đông sẽ trở nên đáng lo ngại hơn. Bởi khi các cuộc chiến này bắt đầu, nó sẽ là một cuộc chiến tranh mang tính toàn thế giới. Nhưng nếu lời tiên tri này thực sự có liên quan tới chúng ta ngày nay, vậy thì 7 tháng vẫn còn hàm chứa một tia hy vọng. Bởi thời gian 7 tháng cho thấy cuộc chiến này có thể chỉ là một cuộc chiến thông thường, chứ không phải là một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc mang tính hủy diệt. Bài thơ số 92 trong hồi thứ 10 của lời tiên tri còn nói với Jennifer: con chết đau đớn trước mặt cha, cha cũng bị treo cổ bằng dây thừng rơm. Dân chúng Geneva sẽ vùng dậy chiến đấu, thủ lĩnh nằm như một khúc gỗ ở giữa. Geneva trong bài thơ này là bài thơ duy nhất mô tả cuộc nổi dậy của quần chúng ở Geneva. Chẳng lẽ Nostradamus ám chỉ ở đây rằng Thụy Sĩ cũng tham gia vào một cuộc chiến nào đó? Từ lịch sử, có thể thấy chiến tranh thế giới không ảnh hưởng nhiều đến Thụy Sĩ. Nếu ngay cả Thụy Sĩ cũng không thể thoát khỏi chiến hỏa, điều đó chẳng phải có nghĩa là có một cuộc chiến sắp xảy ra với quy mô lớn hơn cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Liệu Thế chiến thứ ba có thực sự nổ ra? Thứ hai, giấc mơ về sao hỏa sẽ kết thúc. Bài thơ thứ 100 của chương 20 trong lời tiên tri có câu thứ hai là: khi ánh sáng của sao hỏa tắt. Câu này dường như trực tiếp chỉ ra sự tuyệt chủng ánh sáng của sao hỏa. Mọi người đều biết rằng một trong những gã khổng lồ công nghệ của thế giới Elon Musk luôn dốc sức với kế hoạch di dân lên sao hỏa. Vào tháng 3 năm 2023, Elon Musk đã đề xuất năm 2019 sẽ được cho là năm để các phi hành gia hạ cánh trên sao hỏa, là năm thực hiện bước nhảy vọt khổng lồ thứ hai trong khám phá không gian. Lời tiên tri của Nostradamus cho thấy có vẻ như giấc mơ về sao hỏa của Elon Musk đang bị dội gáo nước lạnh, và điều đáng suy ngẫm là sau khi ánh sáng của sao hỏa vụt tắt, tiếp theo là ngọn lửa từ trên trời sẽ đánh thẳng vào cung điện, rồi cuộc chiến 7 tháng bắt đầu. Trong thần thoại La Mã và Hy Lạp, Musk là vị thần chiến tranh. Điều này có phải nói về kế hoạch đổ bộ lên sao hỏa của Elon Musk?
Mặc dù kế hoạch đổ bộ lên sao Hỏa của Elon Musk đang diễn ra rầm rộ, nhưng nó dường như có bóng dáng của sự hợp tác giữa chính quyền các quốc gia và người ngoài hành tinh. Nhưng kế hoạch đổ bộ lên sao Hỏa này trong con mắt của Donald Musk có vẻ như cuối cùng nó không chỉ không được các vị thần chấp thuận mà nó bị các vị thần ngăn chặn. Cuối cùng đã dùng 7 tháng chiến tranh để kết thúc nó. Thứ ba, thảm họa kinh tế sẽ xuất hiện. Bài thơ 75 trong hồi thứ hai của lời tiên tri có nội dung như sau. Trên đường ống thông gió sàn, hiếm khi thấy tiếng chim hót. Giá lô mì sẽ tăng vọt, cao đến mức xảy ra thảm kịch, người ăn thịt người. Mặc dù tình hình như vậy chưa diễn ra trong cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay và đợt đại dịch lây lan rộng, nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng cuộc chiến Ukraine cùng với những đợt phong tỏa lớn do dịch bệnh bùng phát trở lại, thật khó để ngăn người ta không nghĩ tới thảm kịch trên. Các nền kinh tế trên thế giới đã bị ảnh hưởng và lâm vào khó khăn bởi chiến tranh và dịch bệnh, lạm phát, giá cả tăng vọt, chi phí nhiên liệu và tổng thể kinh tế dao động bất ổn, chi phí sinh hoạt liên tục tăng, tất cả có thể mang đến thêm sự tuyệt vọng và xung đột. Xem ra, Nostradamus dường như cũng đồng tình với điều này. Khi bước sang năm 2024, trước khi nền kinh tế toàn cầu được cải thiện, nó sẽ tiếp tục xấu đi. Có thể bi kịch ăn thịt người mà Nostradamus mô tả chỉ là sự cường điệu trong thơ ca, chứ không phải là tiên đoán trực tiếp cho năm 2024. Thứ tư, khủng hoảng khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Bài thơ thứ 17 của hồi đầu tiên trong lời tiên tri viết, 40 năm sẽ không thấy cầu vồng, 40 năm mỗi ngày sẽ thấy, đất khô sẽ càng khô hơn, lúc đó đại hồng thủy sẽ đến. Các chuyên gia cho rằng trong 4 câu thơ này của Nostradamus cho thấy hạn hán và lũ lụt đồng thời xuất hiện, dường như là cảnh báo về thảm họa tận thế do tác động của sự nóng lên toàn cầu. Một thời gian dài đen tối đang đến khi carbon dioxide và nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, khủng hoảng khí hậu hẳn sẽ là chủ đề nóng trong năm 2024. 40 năm trong bài thơ này là một bí ẩn. Năm 2024 có thể sẽ châm ngòi cho 4 thập kỷ xung đột khí hậu chăng? Con người sẽ thực sự bi thảm như vậy chăng? Thứ năm, nội chiến sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Bài thơ thứ 56 trong chương đầu tiên của lời tiên tri viết, sớm hay muộn bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn, nỗi sợ hãi khủng khiếp và sự trả thù, bởi vì các thiên thần dẫn dắt mặt trăng như thế, dùng sức kéo mạnh mẽ duy trì cân bằng. Ở đây rõ ràng là Nostradamus đang dùng những câu thơ khiến mọi người kinh ngạc để gợi ý về sự chia rẽ và thù địch ngày càng tăng giữa các tầng lớp xã hội. Những câu này có thể ngụ ý về sự phản kháng của dân chúng chống lại tập đoàn quyền lực. Tiếp theo là bài thơ 57 của chương đầu tiên trong lời tiên tri cho thấy một bức tranh thảm khốc hơn về sự bất hòa và bạo quyền. Người dân vì bất đồng khiến còi rung chói tai, thỏa thuận phá vỡ. Người dân trông mong thiên đường, máu chảy, tuôn miệng, nằm trên mặt đất, mặt đầy sữa và mật ong và cầu nguyện. Hiện tại, cuộc chiến Nga-Ukraine, tình hình hỗn loạn như bế tắc ở eo biển Đài Loan hay những cuộc chiến xảy ra ở Trung Đông đã gây tranh cãi gay gắt giữa các nhóm khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Trong hội nghị thượng đỉnh G20, kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình khiến người ta phải lo ngại. Cùng với chi phí sinh hoạt gia tăng mạnh, môi trường ngày càng bị hủy hoại nghiêm trọng và khoảng cách giàu nghèo càng sâu sắc, chúng sẽ trở thành ngòi nổ cho tình trạng nội loạn nghiêm trọng trong năm nay. Trong một năm 2024 như vậy, liệu có hy vọng nào cho nhân loại? Nếu như có hy vọng, vậy nó ở đâu? Trong lời tiên tri của lời tiên tri, có ít nhất 3 bài thơ cho chúng ta hy vọng. Bài thơ thứ 2 trong hồi thứ 3 của lời tiên tri viết, lời của thần sẽ được truyền đến thời không vật chất 3 chiều, bao gồm vàng, kim giữa trời và đất và ẩn trong hệ ngân hà bí ẩn, cơ thể, tâm trí và tinh thần ở năng lượng cao nhất. Tất cả chúng sinh dưới chân được nhìn thấy trên thiên đường. Đây là một bài thơ tiên tri rất quan trọng trong lời tiên tri. Nó ngụ ý rằng trong vũ trụ xuất hiện một vị thần tối cao, đấng sáng thế, kiến lập một vương quốc thiên niên kỷ cho tương lai của trái đất. Đấng sáng thế hạ thế, cứu độ nhân loại, làm cho loài người trên mặt đất được thăng hoa cao độ. Ngài có tất cả năng lượng vũ trụ. Trong bài thơ 41 của chương thứ 5 trong lời tiên tri có một mô tả cụ thể hơn về sự xuất hiện của đấng sáng thế. Ngài được sinh ra trong bóng tối của thời đại đen tối. Cảnh giới của Ngài chí cao, thiên tính, chí thiện. Ngài dựng lại thánh đàn cổ bằng máu của mình, đưa thời đại đồng thau sang thời đại hoàng kim. Sau khi trải qua những thảm họa lớn như động đất, người ngoài hành tinh
dịch bệnh, chiến tranh, khí hậu cực đoan, tiếp theo là ngày tận thế đáng sợ đến thế. Thần tộc đại diện cho thiện lương, chính nghĩa sẽ tái tạo trái đất. Trong bài thơ 79 của lời tiên tri viết, con đường cổ xưa sẽ được cải thiện rất nhiều, mọi người sẽ theo nó đến Memphis hiện đại, Memkuri và hoa loa kèn của Hercules, dung chuyển đất, biển và đất nước. Memphis từng là một thành phố thịnh vượng ở Ai Cập cổ đại. Hercules là vị anh hùng dũng mãnh trong thần thoại Hy Lạp. Memkuri là sứ giả của các vị thần trong thần thoại La Mã. Hoa loa kèn tượng trưng cho quyền lực hoàng gia. Trong bài thơ này, Nostradamus đã ngụ ý rằng một nền văn minh mới sẽ xuất hiện trên trái đất trong tương lai. Trái đất sẽ bị hủy diệt và sẽ được thay thế bằng cái khác, đại diện cho sự phục hồi và gây dựng lại cuộc sống có đạo đức, nhân từ và lương thiện. Những người tiên phong của nền văn minh nhân loại mới này vượt xa con người hiện đại. Họ sẽ sử dụng trí tuệ và sức mạnh của mình để tạo dựng một vùng đất mới phồn vinh thịnh vượng. Vì vậy, thảm họa cuối thế kỷ là hình phạt đối với sự suy đồi đạo đức của nhân loại. Tất cả những gì đã bị hủy diệt sau khi loài người nhận quả báo thích đáng sẽ được hồi sinh trở lại. Hy vọng rằng tất cả những người lương thiện sẽ may mắn thoát khỏi thảm họa cuối thế kỷ. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới sau ngày tận thế, bạn có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống của thần tộc. Nhưng bạn hãy tự hỏi mình là một con người hiện đại liệu có đủ tư cách tận hưởng cuộc sống thần tộc mà trong đó chỉ có tốt đẹp, không có xấu xa không? Thảm họa liệu sẽ tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương trái đất không? Chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị hãy để lại lời bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi.